Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với cái vlog ngày hôm nay. Hôm nay là một ngày khá là bận đối với mình, nhưng mà mình nghĩ là bởi vì mình bận nên mình nên quay vlog lại cho mọi người đúng không? Dạo đây ở trên TikTok có cái trend I'm cold make up look các mọi người, thì hiện tại bây giờ là mình đang set up để quay cái make up look đấy. Nó sẽ là một cái make up look rất là đơn giản và nhanh gọn, nhưng mà mình vẫn phải set up đồ ra để xem là trong cái make up look này mình sẽ sử dụng những sản phẩm gì. Nếu như mọi người xem video make up của mình nhiều thì mọi người sẽ thấy là lúc nào trên tay của mình cũng đầy thứ như này đúng không? Bởi vì là trước khi mình quay video là mình sẽ test thử màu trước ấy. Hôm nào mình nhớ thì mình sẽ lau, còn hôm nào mình quên đó là mình sẽ để y chang như này xong rồi mình quay video luôn. Chắc là mình sẽ phải dùng nước tẩy trang để tẩy. Tôi vẫn đang rất là băn khoăn không biết là nên dùng iPhone 14 hay là iPhone 11 của mình để quay video ngày hôm nay, bởi vì là cái iPhone 14 thì nó nhìn rất là rõ nhưng mà nó cứ bị hồng hồng như nào mọi người. Còn cái iPhone 11 thì cái màu của nó rõ hơn nhưng mà tất nhiên là cái độ phân giải của nó không có cao bằng. Ngoài việc phải quay video cho ngày hôm nay ra thì lát nữa tầm bây giờ là mấy giờ rồi? Bây giờ là 2 giờ rồi. Tầm 5 giờ chiều là mình sẽ phải ra khỏi nhà, bởi vì tối nay mình sẽ tham gia một cái dance class của chị Nini. Nếu mọi người không biết chị Nini thì mình đã rất là thích chị này từ hồi rất là lâu rồi. Và hôm nay là lần đầu tiên mình tham gia lớp của chị, mong là lớp không quá khó và mình có thể theo kịp được, bởi vì mình đã không nhảy từ rất là lâu rồi mọi người ạ. Và tất nhiên là tôi sẽ dẫn mọi người theo với tôi. Cũng lười đi đấy, nhưng mà đóng tiền học rồi thì phải đi thôi. Chị ơi, em có thể sửa tao ở phòng chị không? Đi ra. Vì kim may sấy nằm bên cạnh phòng chị. Em có thể đưa sang phòng anh sấy. Nhưng mà muốn sửa tao phòng chị. Sửa tao phòng tao là biết nhá. Đi là để một đồng tặc đeo. Mua tao em vào đi nào rùng nhiêu rồi mô. Ừ. Thật luôn. Ừ. Hello. Hello. Quá rồi, đầu nào muốn mình làm người mẫu thì cứ lên làm với mình nhá. Bình thường mà mình gội đầu á là một tuần mình gội đầu một lần, không phải là vì mình lười mà bởi vì mình cảm thấy là đầu mình nó không bẩn đến mức mà mình phải gội đầu nhiều như thế. Với cả là mình thấy mọi người là mình nhớ là mình có một cái mask để cho tóc ấy, nhưng mà lần cuối cùng chị mình dọn nhà vệ sinh thì bây giờ đột nhiên cái mask đấy nó biến mất rồi, thì mình nghi ngờ là chị mình tưởng mình không dùng nữa cho nên đã vứt rồi. Mình chủ yếu dùng mask vào mùa đông. Mình chủ yếu dùng mask vào mùa đông thôi á mọi người, bởi vì là mùa đông cái thời tiết ở bên Hàn nó rất là khô cho nên là mình mới dùng mask, chứ vào mùa hè thì tóc mình nó rất là ok á. Bây giờ thì mình sẽ phải thay đồ. Cái phong đồ nhìn nó ngược sáng nhỉ. Cái này là mình mới mua. Và mình nghĩ là mình sẽ đeo trong cái video ngày hôm nay. Nhìn cho nó trưởng thành tí á. Video này mình nghĩ là mình sẽ dùng cái khăn này. Đây là khăn mình mới mua. Mình chỉ có hai cái khăn. Một khăn là màu xám rất là đậm, còn một khăn là màu xanh rêu ấy. Thì nhà mình không có màu nào nó tầm tầm vừa vừa để phối với những đồ màu sáng hơn, cho nên là mình đã quất thêm cái khăn này. Cái hoa tay nó đeo vào nó nhìn như thế này. Trời ơi, lâu lắm rồi mới đeo cái lỗ ở phía dưới cho nên là cái tai nó đỏ hết cả lên. Bây giờ thì chúng mình sẽ mặc đồ và quay video. Xong rồi video ngày hôm nay rồi. Hôm nay khá là productive nha mọi người. Mình quay video xong, mình quay TikTok, mình còn chụp ảnh để chuẩn bị up Instagram nữa. Nhưng mà cái giường của mình hiện tại có khả năng là mình sẽ phải ngủ đất đêm nay. Còn một tiếng nữa là mình sẽ phải ra khỏi nhà để đi tập. Mình thấy mọi người là mình rất là run, nhìn mình như thế này nhưng mình rất là run, lâu lắm rồi mình không nhảy lại. Và mình không muốn đứng ở phía sau cùng đâu mọi người, bởi vì nếu như đứng ở phía sau cùng thì mình sẽ không nhìn thấy gì ở phía trên hết. Và nếu như mình đứng ở đầu tiên thì mình sẽ phải chịu cái áp lực, đấy chính là mọi người ở phía sau sẽ nhìn mình, nhìn cái bóng lưng của mình, nhìn mình nhảy. Bóng ơi, hi. Hello everybody. This is we've been about it for years. It's okay. Oh, it's going to look. No. It's very funny. Just like me out and about. Wow, that's so funny. Like over a year ago. It's hot. Thank you.
Từ lúc lần cuối cùng mình quay vlog đến bây giờ chắc là tầm 2 ngày rồi thì phải. Hiện tại mình vừa mới đi ra ngoài về bạn cùng lớp của mình sinh nhật, cho nên là mình có đi cà phê với bạn một tí. Xong rồi là mình về nhà thì bây giờ là 8 giờ tối, mình đang xem video của chị Isyuyan. Đây là lần đầu tiên mình xem video của chị này, bởi vì là mình rất là thích xem mấy cái liên quan đến apartment tour với cả là moving vlog ấy. Mình thấy video của chị này trên tường của mình cho nên là mình có mở ra xem và khá là hấp dẫn mọi người ạ. Wow, 이게 맞다. 오케이. 너가 지금 질문. Mình đang ở trong thang máy một mình. Yeah. Bình thường là cái thang máy này lúc nào cũng chật đông người, nhưng mà bởi vì bình thường đáng lẽ ra giờ này thì mình phải ngồi quán cà phê, nhưng mà mình ăn hơi chậm, ăn hơi lâu, cho nên là 30 phút nó vào tiết, cho nên mình quyết định là thôi vào lớp ngồi luôn. Đây là cái tòa nhà mà mình đi học. Lần đầu mình tới lớp mà không hề có một ai luôn á. Mọi người muốn xem khuôn viên trường mình không? Để mình cho mọi người coi. Đây. Đây có mấy người ở phía dưới đấy, mong là người ta không nhìn thấy mình. Nhưng mà đằng này có mấy cái tượng, nhìn rất là buồn cười mọi người ạ. Mình có nên show cho mọi người trong cặp đi học của mình có gì không nhỉ? Đây là cái cặp chuyên dụng dạo này mình mang đi học. Hợp với mọi bộ đồ luôn, rất là xinh. Bên trong này đầu tiên là sẽ có tai nghe của mình. Mình có một cái ngăn xếp ở bên trong này, thì thường mình sẽ để mấy cái kiểu là sạc điện thoại, sạc iPad các thứ. Mình không thường đem mấy cái sạc dự phòng đâu mọi người, tại vì mình thấy nó nặng ấy, với cả là nó rất là chiếm chỗ. Mình có kem tay, tiếp theo thì có hộp bút. Xinh không? Thường đi học thì mình sẽ mang một cái pouch riêng để đựng mấy cái đồ make up của mình. Nhưng mà bởi vì hôm nay mình không make up ấy. Đây là mặt mộc của mình nhá mọi người. Hoàn toàn là mộc nhá. Đây là cái iPad của mình, cái này là iPad Pro 12.9 inch thì phải. Và đây là sách của Oxford mà mình học ngày hôm nay. Đấy, cái túi này đựng được cả cái laptop của mình luôn, cho nên nó rất là tiện. Cảm ơn các bạn đã tham gia vào buổi học ngày hôm nay. Project for my business class.
mình về nhà phát mình nằm luôn mọi người ạ. Hôm nay thật sự rất là mệt luôn. Sáng nay mình dậy lúc 5 giờ. Bởi vì phòng mình nhiều muỗi quá, cho nên là mình không ngủ được, nó cứ vo ve ở bên tai. Xong mọi người biết sao, mình mở mắt dậy mình thấy 4 con muỗi nằm ở trên tường, nằm gần nhau luôn, cho nên là mình lấy cái vợt này này. Mình xử tử luôn 4 con mọi người ạ. Mèo nhà mình bị tịt mũi mọi người ơi. Không biết là mọi người nghe được nó thường. Hay.